Hạnh ngộ các chủ vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chủ vị bạn hữu tập 68 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Nếu yêu thích, chủ vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. À, ta nghe nói thú đường có loại thú cưỡi tiễn chớp tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù là cả vạn cây số chỉ cần vài ngày là có thể bay đến, không biết là có phải hay không. À, thú đường đúng là có thú cưỡi tiễn chớp, cũng chính là màn thú của cường giả tổng sử cánh, có thể chơi được 5 người bay, tốc độ cực kỳ nhanh, có tên gọi là tiễn chớp. Mà chỉ có điều Phong đường chủ có chút dò dự. Loài thú cưỡi cấp bậc như vậy trong toàn bộ thú đường tổng cộng cũng chỉ có 2 con. Một con trong đó đã bay đi cản huyết vượng quốc, còn một con khác... Nói tới đây hắn lắc lắc đầu. Hai vị thuần thú sư khác cũng lộ ra một phần chán nản. Hả? Sao vậy? Thấy bộ dáng này của bọn họ, Trương Huyền đầy vẻ kỳ quái. Con này bị bệnh nặng, ngày hôm nay ngay cả đứng lên cũng không nổi, càng chưa nói tới bay. Ta và đám người lột thú sư vừa rồi đang chuẩn đoán bệnh, nghĩ biện pháp mà trị liệu cho nó, mới không có thời gian mà qua đây sát hạch để cho hồng thú sư làm thay. Phong đường chủ nói. Hả? Cái gì? Bệnh nặng? Lúc này Trương Huyền mới nhớ tới thời điểm Vân Đào vừa tới sát hạch, hồng thú sư từng nói qua đám người phong đường chủ là đang có việc tạm thời không tới được. Trước đó hắn còn suy nghĩ đến công là có chuyện gì còn có thể quan trọng hơn so với việc sát hạch thuần thú sư sau, mà hiện tại thì ra mọi chuyện là như vậy. Man thú tộc sử cảnh xem như là chỗ dựa và nội tình lớn nhất của thú đường này, nó bệnh nặng ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, khó trách bọn họ không khỏi lo lắng. Mà bệnh gì vậy? Trương Huyền hỏi. Đối phương bệnh nặng hay không bệnh nặng không đáng để nói, mà một chút nhất chính là có nó để mà cưỡi có thể giảm bớt không ít thời gian. Nghe được hắn hỏi thăm, phong đường chủ không nhịn được lắc lắc đầu. Ai, cũng bởi vì không nhìn ra được chứng bệnh gì mới không có cách nào đây. Đúng, ba người chúng ta đều từng chuẩn đoán bệnh qua, thủ đoạn thuần thú sử các loại đều đã dùng qua một lần, trước sau đều không hiểu rõ. Lục thú sư không khỏi cười khổ. Hả? Chứng bệnh cũng không nhìn ra được, vậy trị liệu thế nào đây? Vậy có thể có phương pháp giải quyết hay không? Mặc vô tiểu thư đứng một bên không nhịn được hỏi. Lam thuần thú sư nghe được man thú bị bệnh nặng, ánh mắt nàng lộ ra sự quan tâm. Chúng ta đã phái người đi Bắc Vũ Vương quốc mời Thanh Dương tổng sư, nếu hắn tới có lẽ có thể kiểm tra ra được căn nguyên của căn bệnh. Vương thú sư nói. Hả? Thanh Dương tổng sư? Vương thú sư nói tới chính là một vị y đạo tổng sư nhị tinh duy nhất của Bắc Vũ Vương quốc sao? Thẩm Bích Như nhớ tới cái gì đó nói. Không sai, chính là hắn. Thuần thú sư chúng ta tuy rằng cũng có một vài thủ đoạn giúp màn thú xem bệnh, nhưng so với y đạo tổng sư chân chính vẫn kém hơn rất là nhiều. Trước đó ta đã phái người mời, chắc hẳn không bao lâu nữa là hắn sẽ tới. Vương thú sư cười khổ nói. Thuần thú sư tuy rằng cũng có phương pháp trị liệu căn bệnh cho màn thú, nhưng chỉ là một ít bệnh trạng thông thường gặp, nếu gặp phải chứng bệnh nghi vấn khó xử lý đều sẽ bó tay không làm gì được. Không giống như là tình trạng bây giờ, tìm kiếm y đạo tông sư rả tay thì mới là biện pháp tốt nhất. Bắc Vũ Vương Thành cách nơi này cũng không xa, cây màn thú bay qua lại còn chưa tới một cảnh giờ. Rồi sau đó là khoảng thời gian chờ thì cũng chờ, bọn họ mới tới đây quan sát sát hạch thuần thú sư, lại gặp phải tranh chấp giữa Trường Huyền và Hồng thú sư. Nói xong về y đạo tổng sư, Vương thú sư hình như đối với vị Thanh Dương này rất có lòng tin. Hắn nhìn về phía Trường Huyền mỉm cười nói. À, chỉ cần chữa trị xong căn bệnh này sẽ để cho nó đặc biệt đưa người tới Hồng Liên Sơn Mạch cũng không có vấn đề gì cả. Mà chỉ có điều cây thú cưỡi tổng sử cảnh giá lại xả xỉ, người cần phải sớm có chuẩn bị. Hả? Vậy đại khái bảo nhiêu? Trương Huyền hỏi. Dựa theo giá cả của thú đường đưa ra, đi tới địa phương xa như là Thiên Vũ Vương quốc lại là do màn thú tổng sư cảnh tự mình xuất động, ít nhất cũng phải 20 cái thú huyết thạch.
Trương Thú Sư là nhân viên nội bộ của chúng ta, ta có thể giảm giá cân khoáng 16 cái đi, đổi thành kim tệ thông dụng của vương quốc, đại khái khoảng 800 vạn. Hả? Cái gì? 800 vạn? Trương Huyền không khỏi sửng sốt, con mắt trợn tròn. Ban đầu ở Thiên Huyền vương quốc, hắn vì kiếm được mấy trăm vạn mà phải trải qua các loại ngụy trang, các loại khổ cực. Mà ở đây, bọn họ tùy tiện bành một chuyến lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây quả thực chính là cướp đoạt. Cái này cũng không có cách nào đâu. Mãn thú tổng sử cảnh, cần thuần thú sư nhị tinh tự mình khống chế, lại là bay một mình, với giá tiền này xem như là đã thấp nhất rồi đấy. Vương thú sư không khỏi cười khổ. Mãn thú tổng sử cảnh tuy rằng sớm bị người thuần phục, nhưng nếu thực lực không đủ, muốn khống chế gần như là không có khả năng, cần phải có thuần thú sư nhị tinh mà tự mình đi theo. Có thể đạt được cái loại cấp bậc thuần thú sư như vậy, thực lực đều phải đạt tới tổng sử cảnh. Nói theo một cách khác, vì cái chuyện này, cần cường giả tông sư cảnh và man thú tông sư cảnh đều phải xuất động. Hả? Giá làm sao có thể thấp được chứ? Phải biết rằng, cường giả tông sư cảnh ở vương quốc nhị đẳng cũng được cho là cấp bậc lão tổ, mà người như thế tự mình ra sức, với giá 800 vạn kim tệ, quả thân là cũng không nhiều lắm. Hả? Không phải các người vừa nói, chỉ cần thành thuần thú sư có thể được ngồi miễn phí sao? Cô nén sự phiền muộn trong lòng, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Nghe Vân Đào nói được ngồi miễn phí, hắn mới thi thuần thú sư. Kết quả còn phải mất tận 800 vạn. Suy nghĩ một chút, hắn cũng có chút buồn bực. Đúng, thành thuần thú sư là có thể được ngồi miễn phí, mà chỉ có điều là cưới man thú dưới tông sư cảnh mà thôi. Muốn cưới loại man thú cấp bậc như vậy miễn phí, phải đạt được đến thuần thú sư nhị tinh mới được. Thấy hắn không hiểu, Phong Đường Chủ liền giải thích. Hả? Thuần thú sư nhị tinh lại có thể được ngồi miễn phí sao? Trương Huyền có chút dò dự, lại nói tiếp. Nếu như vậy, các ngươi có chờ gì nữa? Xem cần điều kiện gì đi. Nếu được, ta liền thi thử một chút. Hả? Cái gì? Nếu được, thi thử một chút? Khóe miệng đám người Phong Đường Chủ nhất thời lại cỏ rút. Ở thú đường bảo năm, bọn họ từng sát hạch vô số học đồ. Đây là lý do kỳ lạ nhất mà bọn họ đã từng nghe nói tới. Những người khác thì thuần thú sư đều vì hướng tới thực lực, muốn thu được chức nghiệp tán thành. Con người này thì hay rồi, chỉ là vì cơi thú bảy miễn phí. Hả? Mà ngươi lại là danh sư sử huynh, lại có bản lĩnh như vậy, chỉ cần nguyện ý mấy trăm vạn kim tệ mà thôi, chỗ nào mà không kiếm được chứ? Hả? Vì có chút tiền như vậy, mặt mũi người để đâu, tôn nghiêm để đâu, thân phận đặt ở đâu? Mà quan trọng nhất là, đây chính là thuần thú sư nhị tinh. Toàn bộ thú đường ở huyện Lạc Sơn Mạch thanh lâm cả ngàn năm qua cũng chỉ có 3 vị. Hả? Thi thử một chút sau, giọng điệu giống như là cắt dừa, dùng bữa, không có bất kỳ khẩn trương cùng sự khiếp sợ nào. Hả? Ngươi biết độ khó ở trong đó sao? Có biết ngay cả người như Hồng Thú Sư cũng liên tục 7 lần chưa từng thành công sao? Phần Mặc Vũ tiểu thư ngực không ngừng nhấp nhổ lên xuống, một hơi nghe lại không rả được. Nàng là thiên tài siêu cấp, tốn thời gian cả một năm mới thật vất vả trở thành thuần thú sư nhất tinh. Nàng vốn tưởng rằng mình có thể mở mày mở mặt, khiến cho tất cả mọi người tán dương. Kết quả lại gặp phải người này ở đây. Nàng phải khấn giả giả, nãy nãy mới thuần phục sơ cấp được một con thành ửng thú. Đối phương đánh cho nó một trận, lại hoàn toàn thuần phục được nó, sát hạch nhất tinh thành công. Cuối cùng lại còn không biết đủ, muốn sát hạch luôn nhị tinh. Hả? Nếu ngươi muốn cất lên một tiếng khiến người ta kinh ngạc thì cũng không tính là gì đi. Mà mấu chốt nhất chính là, rõ ràng trước đó là ngươi không muốn thi, nhưng sau khi nghe được ngồi miễn phí, hắn mới động tâm tư. Hả? Người khác mệt chết cũng làm không được, còn hắn, hắn lại giống như là đùa bỡn. Hả? Không cần phải đả kích người như vậy đi chứ. Sát hạch thuần thú sử nhị tinh cần phải... Đè nén sự phiền muộn trong lòng, Phong Đường Chủ đang muốn giải thích, chỉ thấy một lão nhân vẻ mặt kích động đã đi tới. Hả? Đường chủ, đường chủ, Thanh Dương tông sư đã tới. À, đến rồi sao? Ánh mắt của ba vị thuần thú sư nhất thời sáng lên, bất chợt đứng phắt dậy, lại không có để ý tới chuyện giải thích nữa, trực tiếp mà đi về phía trước. Đi được mấy bước, Phong Đường Chủ liền dừng lại. Mà mấy người các người là thuần thú sư vừa mới sát hạch cũng có tư cách mặc quả đó. Vừa vặn có thể xem y đạo tông sư chữa bệnh cho mãn thú cấp bậc tông sư như thế nào, cũng coi như là tăng thêm kiến thức.
Vâng. Đám người Mạc Vũ, Chu Cẩm Hoàng, Độc Thầy gật đầu cũng đi theo. Hả, tiền bối, chúng ta cũng đi qua xem một chút đi. Cái loại trị liệu màn thù này lại là cơ hội ngàn năm khó gặp. Cố gắng mà xem một chút, có thể học được không ít tri thức đâu. Thấy mấy người đã đi xa, Vân Đạo đi tới trước mặt Trường Huyền. À, được. Trường Huyền cũng gật gật đầu. Hắn vẫn muốn cây thư ngồi tiền trước, nó có thể được chữa trị tốt. Đi tới Hồng Liệt Sơn Mạch sẽ bớt đi không ít thời gian và phiền phức. Hắn đi theo sau lưng mọi người, đi tới một hồi lên tới một cái viện rất lớn, rộng rãi và bao la. Các loại kiến trúc thoạt nhìn đều lớn hơn so với phủ đệ bình thường vài lần, khiến người ta có một loại ảo giác như tiến vào vương quốc của người khổng lồ vậy. Trong viện, ghế dài bằng đá, ghế giữa bằng đá, mỗi một cái đều có chiều dài chiều rộng 7 đến 8 thước. Nếu không nhìn kỹ, không hoài nghi đó là từng cái lồi đài. Hành lang được lát đá cũng rất là rộng rãi, kích thước hơn 10 mấy thước. Trong ảo nước, đình đứng sừng sững, càng giống như là cung điện, khí thế 10 phần. À, đây là phủ đệ đặc biệt xây dựng cho thiết sĩ khiếu thiền thú, có 7 vị thuần thú học đồ, chuyên môn hầu hạ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nó. Thấy Trương Huyền mề mẩn, Vân Đào không nhịn được truyền âm giải thích. Kìa, thiết sĩ khiếu thiền thú chính là con man thú tông sư cảnh sinh mệnh kia kìa. Hả, cái gì? Xây dựng riêng phủ đệ cho một con man thú sao? Trương Huyền không khỏi lưu lưỡi. Hả, con bà đó có cần phải xa xỉ như vậy hay không? Riêng cái nhà này, bất kể về diện tích hay là mức độ kiến trúc xả hòa, so với vương cung thiên huyền vương quốc cũng không phân biệt cao thấp. Nếu người không biết, còn tưởng rằng nhân vật lớn gì đó trấn thủ ở trong, không ngờ lại đặc biệt xây dựng cho một con man thú. Mà thậm chí đặc biệt phân phối 7 vị thần thú học đồ chiêu cố cuộc sống hàng ngày của nó. So với cường giả bình thường, hưởng thụ đại ngộ thật sự còn cao hơn. Thảo nào bay một chuyến đi tới Thiên Vũ Vương quốc lại tốn kém 800 vạn kỳ tệ. Nếu không thu lệ phí cao như vậy, thật là cũng không nuôi nổi. Thanh Dược Tổng Sư, lần này lại làm phiền ngay. Trong lòng hắn đang cảm thán người không bằng chó. Nhầm, người không bằng thú. Liền nghe được giọng nói hưng phấn của Phong Đường Chủ vang lên. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một lão nhân thân hình cao lớn đứng ở cách đó không xa, chắp hai tay ở sau đít, mang theo khí tức người lạ đừng có quấy rầy ta. Dáng vẻ hơn 50, toàn thân mặc y phục màu xanh, không có bất kỳ biểu lộ gì cả, khiến cho người ta không nhìn ra được vui buồn yểu giận. Xem ra chính là y đạo tông sư Thanh Dương trong truyền thuyết. Trước nghiệp tùy giống nhau, nhất tinh được gọi là đại sư, nhưng nhị tinh đỉnh phong đều có thể được gọi là tổng sư. Vì Thanh Dương này là y sử nhị tinh, rõ ràng đều so với nguyên ngữ đại sư thì lợi hại hơn rất là nhiều. Không sao, khiếu thiên thú ở đâu, dẫn ta qua xem. Nhìn Phong Đường Chủ gật đầu một cái, Thanh Dương tông sư cũng không có nói thừa, đưa bàn tay ngăn lại. Được, vậy mà đi bên này. Phong Đường Chủ đi trước dẫn đường. Thời gian cũng không lâu, mọi người đi tới một biệt viện. Lập tức nhìn thấy trên thạch đài rộng, một con man thú cực lớn nằm thẳng cẳng ở phía trên, hai mắt nhắm nghiền, không biết là sống hay đã chết. Con man thú này và thanh ưng thú có chút tương tự, chỉ có điều kích thước thì lớn hơn một chút. Thân thể dài chừng 7 thước, từ phía xa xa nhìn lại, khiến cho người ta có một loại cảm giác như hòn núi nhỏ vậy. Hả? Bất tỉnh sao? Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền đã biết cái con man thú này đã rơi vào hồn mê. Thảo nào đám người Phong Đường Chủ vội vã như vậy, nghe được Thanh Dương tổng sư đi tới, ngay cả tâm tư nói thêm một câu cũng không có. Xem ra con khiếu thiên thú này quả nhiên bệnh rất là nặng. Thanh Dương tổng sư, 3 ngày trước khiếu thiên thú đột nhiên phát bệnh, lúc đầu không có nghiêm trọng lắm, chỉ là không muốn ăn, ta cũng không có để ý. Sáng sớm hôm nay lại đột nhiên hôn mê, mấy người chúng ta đều đã dùng qua các loại thủ đoạn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả. Phong Đường Chủ liền giải thích. Gật gật đầu, Thanh Dương tông sư đi tới vài bước phía trước, dạo dọc theo thân thể to lớn của khiếu thiên thú một vòng. Càng đi, sắc mặt của hắn càng trầm xuống lợi hại hơn. Ngươi, ta nói một chút về tình hình thức ăn và cuộc sống hàng ngày của nó đi. Phong Đường Chủ ngoắc ngoắc tay, một vị thuần thú học đồ chịu trách nhiệm ăn ở cho khiếu thiên thú đã đi tới, cung kính hành lễ xong nói. Bấm 10 ngày trước, khiếu thiên thú không muốn ăn cái gì, có vẻ có chút nôn nóng bất an.
Bởi vì là mùa thu, dễ dàng nội hỏa. Chúng ta cho nó dùng thanh thần thủy an thần tiểu hỏa, tình hình mới được giải hóa một ít. Mà chỉ có điều, vẫn có cái gì đó không ổn. Mỗi ngày vào buổi tối, nó đều ở trong viện dịch chuyển loạn, thường xuyên ngửa mặt lên trời mà kêu dày. Đặc biệt là mấy ngày trước đây, vào một đêm trăng tròn, nó gần như một đêm không ngủ, chạy qua chạy lại rất là nhanh, hình như có tinh lực phát tiết không hết. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, nó lại không có muốn ăn cơm, cái gì cũng không khiến cho nó có hứng thú được. Sáng sớm hôm nay, nó còn trực tiếp hồn mê. Mà lượng thức ăn trong 7 ngày qua, còn không bằng một ngày trước kia của nó. Ngoại trừ một ít thú thịt nấu chín, canh cháo ra, nó cũng không ăn gì khác. À, mà dựa theo lời được chủ nói, hôm qua cho nó dùng 2 viên khứ hỏa đan. Mà chỉ có điều, hình như không có tác dụng gì, trái lại lại càng nghiêm trọng hơn. Rất nhanh, hắn đã giới thiệu một lượt về tình huống căn bản. Nghe xong, Thái Dương Tông Sư gật gật đầu, liền khoát tay. Đi xuống đi. Vâng. Vị học đồ này cũng không dám nói thừa, xoay người rời khỏi. Vậy như thế nào rồi? Phong đường chủ không nhịn được nhìn qua. Chờ một chút. Thanh Dương Tông Sư cũng không có giải thích, lại đi dạo dọc theo thiết sĩ khiếu thiên thú một vòng. Khoảng thời gian đó, hắn không ngừng bứt lông, lông mày nhăn lại, hình như đã cẩn thận cẩn nhắc. Hả? Này, y sư cũng có thể chữa bệnh cho màn thú sao? Nhìn thấy được bộ dạng của hắn nghiêm túc, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Thanh Dương Tông Sư là y đạo tông sư lợi hại nhất của Bắc Vũ Vương Quốc. Có người nói, hắn đã đạt đến nhị tinh đỉnh phong, cánh tam tinh cũng không có xa. Thú đỡ không ít lần không có cách nào có thể giải quyết chứng bệnh, đều phải nhờ hắn ra tay giải quyết đấy. Vân Đào thấp giọng nói. Y sư xem bệnh cứu người, bất luận là người hay là thú, chỉ cần là nhâm bệnh, nguyên lý đều cơ bản tương đồng. Có thể khám cho người, tất nhiên cũng có thể khám cho thú. Nếu không, nghề nghiệp y sư này không phải là loại hình chiến đấu, làm sao có thể ở trong cửu lưu xếp hạng sát đầu chứ? Nghe được hai người nói chuyện, Mặc Vũ tiểu thử hử một câu. Chức nghiệp trên cửu lưu, danh sư đứng hạng đầu tiên, điều này là không thể nghi ngờ. Các thứ hạng khác tương đối mở hồ, kết luận là không thống nhất. Mà chỉ có điều, các chức nghiệp luyện đàn sư, y sư, trận pháp sư, thuần thú sư đều tương đối sát đầu, đều được người người tôn trọng. Y sư và trận pháp sư so với thuần thú sư hoàn toàn không có lực chiến đấu, lại có thể sánh ngang. Chỉ khiến người ta xem bệnh, rõ ràng là không làm được. Ngươi không phải là một đạo thuần thú rất lợi hại sao? Còn tưởng rằng cái gì cũng tinh thông, thế nào đối với y đạo cũng không hiểu sao? Thấy vẻ mặt ngây thơ của Trường Huyền, gương mặt Mặc Vũ tiểu thư liền nâng cao lên. Hả? Ngươi không phải rất trâu bò sao? Đánh một trận là có thể thuần phục được màn thu sao? Hả? Mà một đạo y đạo lại hoàn toàn không hiểu, vậy thì đi chết đi. Nghe được đối phương chất vấn mình, Trường Huyền xấu hổ cười. Ở Thiên Huyền Vương Quốc, sách liên quan tới y đạo đã ít lại càng ít, có thể nói gần như là không có. Về phần y sư, hắn cũng chỉ tiếp xúc qua có mỗi một mình Nguyên Ngữ đại sư, thêm cả Lục Trầm đại sư cũng xuất hiện, nhưng vẫn chỉ nói ở trên thị họa, không phải là y thuật. Cho nên, đối với nghề nghiệp này, hắn thật sự là không biết được rõ ràng. Mà hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, y sư không chỉ có thể khám bệnh cho người, còn có thể khám bệnh được cho cả màn thú. Mặc Vũ tiểu thư không chỉ là thuần thú sư nhất tinh, luyện đan sư nhất tinh, danh sư học đồ, còn là một vị y sư học đồ đấy. Vân Đạo thấp giọng, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Hả? Cái gì? Y sư học đồ? Trương Huyền không khỏi sửng sốt. Mặc Vũ tiểu thư này tuy rằng nhìn thì xinh đẹp, có chút cảo khí, nhưng nói thật cũng quả thật là có bản lĩnh để mà cảo ngạo. Không ngờ nàng ta lại là người tinh thông nhiều chức nghiệp như vậy. Cũng được xem như là một người thiên tài nhất trong rất nhiều người hắn gặp được hiện nay. Y sư và luyện đan sư có điểm chung, lại tùy tiện học được một hồi, đối với ta mà nói là chuyện không khó. Lần này sát hạch xong thuần thú sư, khi trở lại ta sẽ sát hạch y sư chính thức. Mặc Vũ tiểu thư khẽ cười nói. Trong mắt người khác, chức nghiệp vô cùng phức tạp và cao thâm, còn ở trong miệng của nàng lại đơn giản giống như là ăn cơm uống nước vậy. Nàng luôn luôn là thiên tài, tài trí hơn người, mà kết quả lại bị cái người gọi là Trương Huyền này làm cho mất mặt. Lúc này, thấy đối phương đối với chức nghiệp y sư không hiểu, vừa vặn có thể hòa nhỏ một ván. Một lần nữa, lòng tự tin của nàng lại được dâng lên. Nàng nói xong, vốn tưởng rằng người gọi là Trương Huyền này sẽ bồi phục một chút, nhưng lại thấy người này biến mất ở trong tầm mắt,
không biết đã đi nơi nào. Hả? Đáng giận. Nàng tức giận dậm chân một cái, tức giận tới mức mặt ửng đỏ. Có thể nhìn ra được cái gì không? Thấy Thanh Dương tông sư nhăn mày lại, Phong Đường chủ không nhịn được hỏi. Trong lòng ta đã có một ít ý nghĩ, gần như có thể chẩn đoán chính xác ra nó xảy ra chuyện gì. Thanh Dương tông sư gật gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hắn sực sốt một hồi, sắc mặt trở nên thâm trầm hơn, lớn tiếng quát. Hả? Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được hắn quát lớn, mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt Khiếu Thiền Thú và xoa đầu nó một chút. Nhìn thấy được động tác này của người thanh niên, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lá gan của người này cũng không tránh khỏi là quá lớn đi. Hả? Ngươi không thấy được Y Đạo Tổng Sư đang khám và chữa bệnh sao? Ngươi lại chạy tới đây làm gì? Mà hơn nữa, đây chính là thiết sĩ Khiếu Thiền Thú, ma thú tổng sư cảnh nhà, không phải là sùng vận của nhà ngươi. Ngươi lại đi sợ một cái, giống như là gặp phải chó nhật. Ngươi đây là tính giở trò gì? Hả? Ta là không muốn xem thử con thiết sĩ Khiếu Thiền Thú này là bị bệnh gì. Nhìn ra được sự nghi ngờ của mọi người, người thanh niên xoay đầu lại, mỉm cười nói. Vừa nghe được hắn nói như vậy, Mạc Vũ tiểu thư lại hử một tiếng. Đối phương vừa xoay mặt lại, nàng đã liền nhận ra được không phải là ai khác, chính là trưởng huyền vẫn khiến cho nàng buồn bực kia. Thảo nào mới vừa nói chuyện đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Hóa ra hắn đã chạy tới tìm hiểu về Khiếu Thiền Thú. Mà Phong Đường chủ để cho các nàng sang đây xem Thanh Dương tông sư chữa bệnh chỉ là để học tập ăn phân thủ thường, yên tĩnh như là được rồi. Còn ngươi mù quáng lăn qua lăn lại làm cái con mẹ gì chứ? Hả? Mà sợ cái con mẹ gì mà sợ? Đây không phải là tự mình tìm mắng sao? Quả nhiên, ý niệm này vừa kết thúc, đã thấy Thanh Dương tông sư đứng ở một bên, sắc mặt càng lúc càng xanh, hai mắt híp lại một cái. Hả? Làm càn! Bàn tay hắn vùng lên, nhìn về phía Phong Đường chủ, rồi ngáp nhếch lên, giọng nói vô cùng sắc bén. Đấy chính là người của thú đường các người sao? Nhìn có hiểu được không? Cái gì cũng không hiểu, chạy tới đây mà sợ loạn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tông sư xin bớt giận, hắn không phải là cố ý đâu, có khả năng cũng lo lắng cho Khiếu Thiền Thú. Phong Đường chủ cũng không nghĩ tới Trương Huyền sẽ lỗ mãng như vậy, trực tiếp chạy tới mà sợ Khiếu Thiền Thú, vội vàng giải thích. Ta khám bệnh cần phải tuyệt đối yên tĩnh, không thích sự làm phiền. Qua lại nhiều năm, ngươi không phải là không biết sao? Thanh Dương tông sư cắt ngang lời hắn, ánh mắt giống như là tia điện, mang theo khí tức cao ngạo không thể xâm phạm. Ta biết, mà chỉ là... biết là tốt rồi, không có chỉ là gì nữa. Đã là bạn tốt nhiều năm, ta sẽ không tính toán. Ở đây cũng không phải người nào cũng có thể đi vào. Đưa bọn họ ra ngoài đi, ta hiện tại sẽ liệt chữa bệnh. Thanh Dương tông sư nói xong khoát khoát tay áo, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ. Hắn là người đạo cửa chứ? Là Y Đạo tổng sư, tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong cả Bắc Vũ vương quốc, đang chữa bệnh nhà. Một kẻ không biết từ nơi nào xuất hiện cũng nói là xem một chút. Hả? Ngươi biết cái gì? Ngươi sẽ khám ra được sao? Thanh Dương tổng sư vẫn xin bớt giận đi. Mấy người trẻ tuổi này đều là thuần thú sư ngày hôm nay vừa thông qua được sát hạch. Ta để cho bọn họ đi tới, chỉ là để quan sát một chút thôi, tuyệt đối không có tâm tư muốn mạo phạm gì đâu. Phong Đường chủ liền giải thích. Đúng vậy, trưởng thú sư, hắn cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mới sợ một chút, bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lô thú sư cũng liền vội vàng đi tới khuyên can. Vậy ngày hôm nay lại cho hai người các ngươi một chút mặt mũi. Lần sau ta hy vọng thú đường có thể có chút quỷ cũ. Khám bệnh cần phải tuyệt đối có sự yên tĩnh, không phải là người nào có tư cách quả nhìn là có thể nhìn được đâu. Nếu như lần sau lại có cái loại người linh tinh, cái gì cũng đều không hiểu này, lại tay máy tay chân, làm chậm trễ thời gian điều trị tốt nhất, các ngươi ai có thể gánh vác được đây? Thanh Dương tông sư hử lạnh một tiếng, nhìn quanh một vòng, mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản bác. Vâng, vâng. Phong Đường chủ liền vội vàng gật gật đầu.
địa vị của thuần thú sư và y sư cũng không chênh lệch lắm, nhưng hắn có việc cầu người cũng không có cách nào khác. Hả? Ai bảo khiếu thiên thú bị bệnh nặng lại chỉ có người này mới có thể trị liệu được chứ? Cho dù là đối phương quát lớn, hắn cũng chỉ có thể mà chịu đựng. Thấy thái độ của mọi người khá tốt, Thái Dương tông sư không tính toán nữa, tiếp tục nhìn về phía khiếu thiên thú trước mắt đã rơi vào hồn mê. Mà vừa rồi tông sư nói đã nhìn ra được vấn đề, vậy có thể có biện pháp nào trị liệu hay không? Phong đường chủ có chút khẩn trương. Trải qua chẩn đoán bệnh sở bộ, ta đã xác định được chỗ mấu chốt. Thanh Dương tông sư giơ bàn tay ra, và sau đó ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời sáng lên. Đấy, không hổ danh là y đạo tổng sư, nhanh như vậy liền đã tìm ra được vấn đề. Phải biết rằng ba vị thuần thú sư nhị tình này, rất nhiều thuần thú sư nhất tình nghiên cứu trọn cả hai ngày cũng đều không có cách nào có thể giải quyết. Thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, lúc này Thanh Dương tông sư mới thỏa mãn gật gật đầu, thản nhiên nói: Con thiết sĩ khiếu thiên thú này trong cơ thể khổ nóng, tinh lực dư thừa, còn thường xuyên ngửa mặt lên trời mà kêu dày. Nếu như ta nhìn không lầm, chắc là muốn tìm bạn phối ngẫu. Hả? Tìm phối ngẫu sao? Không sai. Man thú cũng có dục vọng giảo phối, đặc biệt là đến mùa thu, cái loại dục vọng này lại càng sâu, thậm chí đến mức khó có thể ngăn chặn được. Vừa rồi ta thấy thân thể nó khổ nóng, nhu cầu phát tiết cấp bách, bởi vì không có cách nào đạt được nguyện vọng, lúc này mới càng ngày càng nóng nảy hơn, nơi hỏa sông lên tiến vào phổi, cuối cùng rơi vào hồn mê. Thanh Dực tông sư hất cái đầu lên, mang theo ánh mắt nhìn xa trông rộng. Người nói tới những điều này, chúng ta trước đó cũng đã hoài nghi rồi, mà chỉ là dựa theo tuổi của man thú trưởng thành, chắc hẳn là còn chưa tới mới phải. Phong đường chủ có chút nghi hoặc. Man thú không thể dựa theo tuổi tác của con người để mà so sánh. Chỉ cần thân thể, bộ phận của nó trưởng thành, tự nhiên sẽ có dục vọng đặc biệt. Đây là bản tính sải khiến, thành ra ban đêm không ngủ, ngửa mặt lên trời mà kêu dày. Những điều này đều là dấu hiệu muốn tìm phối ngẫu, là không có sai đâu. Thanh Dương tông sư nhìn qua, trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía, mang tới cảm giác đè ép cho tất cả mọi người. Mà thế nào, không tin ta chuẩn đoán bệnh hay sao? Không, đây cũng không phải, mà chỉ là... Phong đường chủ lắc lắc đầu, cũng lại không tiếp tục rầu rĩ về vấn đề này nữa. Hắn sốt ruột nhìn qua. Mà vậy cái loại tình huống này, vậy bây giờ giải quyết như thế nào? Thoạt nhìn thì rất là phức tạp. Nếu tìm được nguyên nhân, giải quyết nó lại rất là đơn giản. Nó muốn tìm phối ngẫu, vậy giúp nó tìm một con là được rồi. Thanh Dương tông sư cười cười nói. Tìm một con. Phong đường chủ lộ ra vẻ mặt khổ sở. Đồng thời hai vị nhị tinh tổng sử khác cũng đồng thời lắc lắc đầu. Không phải là không muốn tìm, mà là bản thân thiết sĩ khiếu thiên thú đã rất là hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn mà tìm một con, đồng thời tuổi phải sắp xỉ mạng tới, gần như là không thể nào mà làm được. Thiết sĩ khiếu thiên thú, cái loại man thú bay vẫn còn vị thành niên, lại đạt được cái cảnh giới tổng sư, toàn bộ huyền lạc sơn mạch cũng sẽ không vượt quá hai con. Mà quan trọng hơn chính là bay nhanh như vậy, cho dù có tìm được, làm sao có thể bắt về mà thuần phục cỡ chứ? Trước đây thú đường thu dưỡng con này cũng là nuôi nấng lúc nó còn tuổi còn nhỏ, thậm chí còn đặc biệt xây dựng phủ đệ, đặc biệt phái người tới hầu hạ, mới khiến cho nó ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nói thật, đến tận bây giờ nó còn chưa hoàn toàn thuần phục, không cùng bất kỳ kẻ nào mà ký kết khế ước. Không phải là bọn họ không muốn, mà là làm không được. Muốn hoàn toàn khiến nó thuần phục là điều rất khó. Nếu quả thân có thể hoàn toàn thuần phục, đã có thể cùng chủ nhân tiến hành khải thông, bọn họ khẳng định cũng sớm biết được đối phương bị bệnh gì, có thể sớm trị liệu một chút. Một con khiếu thiên thú nuôi từ nhỏ tới lớn cũng không có thuần phục con người, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tìm cho nó được một bạn phối ngẫu cỡ chứ? Đây hiển nhiên là điều không thể nào làm được. Không tìm được sao? Đúng vậy. Phong đường chủ khẩn trương nhìn qua. Khẩn cầu Thanh Dực tổng sư lại suy nghĩ biện pháp khác đi. Chỉ cần có thể cứu được khiếu thiên thú là tốt rồi. Biện pháp thật là ta có,
Hơn nữa, con có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn giải quyết được cái loại tai họa ngầm này. Mà chỉ là có thể sẽ phiền toái một chút. Thanh Dương Tông Sư có chút dò dự. À, đã có sao? Vậy phiền phức Tông Sư nhanh ra tay giúp một chút đi. Ánh mắt đám người Phong Đường Chủ nhất thời sáng lên, vội vàng nói. À, vậy được. Chắp hai tay ở sau đít, Thanh Dương Tông Sư gật gật đầu. Nếu không tìm được bảo bạn, thật ra muốn giải quyết cái loại nhu cầu này của nó cũng rất là đơn giản. Đó chính là thiến. Chỉ cần thành công, sau này cũng sẽ không có cái loại chuyện này quấy nhiễu. Nó cũng sẽ hoàn toàn thuần phục các người, chuyên tâm mà làm việc cho thủ đường. À, thiến sáu. Đám người Phong Đường Chủ đồng thời sửng sốt. Đúng, chỉ có thiến có khả năng ổn định được tâm thần, không đến mức mỗi ngày cảm thấy khổ nóng khó nhịn, khó có thể tự kiểm chế, cũng sẽ không lại xuất hiện cái loại tình huống này. Thanh Dương Tông Sư gật đầu nhìn qua. Mà thú được các người không phải cũng có rất nhiều mãn thú vì để tránh phiền phức đặc biệt đem đi thiến sau. À, chuyện này Phong Đường Chủ cũng gật gật đầu. Thu đường, quả thân có không ít mãn thú và sinh ra đã bị thiến. Như vậy, có thể không cần suy nghĩ nhiều tới những chuyện khác, hoàn toàn ra sức cho nhân loại. Được rồi, ta đã chuẩn đoán bệnh, phương pháp chính là như vậy. Các ngươi suy tính một chút đi, nếu như muốn động thủ thì nên làm nhanh một chút. Con này rất rõ ràng là không thể chống đỡ được quá lâu. Nếu không giải quyết, ta sợ ngày mai cũng không có kiên trì nổi đâu. Thanh Dương Tông Sư cũng không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi mọi người đưa ra lựa chọn. À, lẽ nào thực sự phải làm như vậy sao? Đám người Phong Đường Chủ nhìn nhau, mới một ngày đều lộ ra về mặt rầu rĩ. Thiết Sĩ Khiếu Thiền Thú, từ nhỏ đã đi theo bọn họ, đã ở chung rất nhiều năm, sớm có tình cảm giống như là người thân vậy. À, trực tiếp thì nó đi sau, bọn họ thật sự là không xuống tay được. Mà lại nói, thú đường quả thực có tiền lệ thiến mạn thú, nhưng không ít mạn thú không sống được mà đã chết ngay tại chỗ. Hiện tại Khiếu Thiên Thú đã rơi vào hồn mê, bản thân lại bị bệnh nặng, nếu như động đao mà không sống sót vậy thì lại nguy rồi. Mà hơn nữa, mạn thú tông sư cảnh đã có ý thức của mình, nếu làm như vậy chẳng may chọc cho nó mất hứng, vô cùng có khả năng nó sẽ giang cánh rời khỏi đây, cũng sẽ không trở lại nữa. Thậm chí nếu làm không tốt, nó còn có thể trả thù thu đường, đưa tới phiền toái càng lớn hơn. Mà cái loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ. Các thú đường khác đã từng gặp được cái tình huống như vậy. Khiến một con man thú nở bất tổng sửa cảnh, dẫn đến đối phương tính tình đại biến, phản bội thú đường không nói, còn xem thú đường thành kẻ thù lớn, cả ngày đến mà gây phiền phức. Và cuối cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là phái ra cao thú mà bắn chết nó. Nghe nói sau khi bị bắn chết, chủ nhân của con mạn thú này đã khóc ròng chuẩn 3 ngày, cũng bởi vì thương tâm quá độ, chân khí tản rã, sống không bao lâu thì cũng qua đời. Mạn thú và người giống nhau cũng đều cần phải được tôn trọng. Không nói cho đối phương biết, lại muốn thiền nó, bản thân chính là một loại sỉ nhục. Thành Dược Tổng Sư, có thể còn có biện pháp khác hay không? Cái này thật sự là không dễ lắm. Do dự một lát, Phong Đường Chủ không nhịn được nói. Đây đã là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Nếu như ngươi không muốn thì thôi, ta đã cho ra kết quả chẩn đoán bệnh của phương pháp trị liệu. Nếu không đi làm thì là chuyện của các ngươi. Sau này có vấn đề gì nữa cũng không cần tới mà tìm ta nữa. Thanh Dương Tông Sư lạnh nói, vẻ mặt không vui. Hắn đã đưa ra nguyên nhân bệnh và phương pháp trị liệu, đối phương còn ra sức khước từ. Hả? Vậy lẽ nào là không tin vào y đạo tông sư hắn sao? Cái này... Thấy đối phương nói vậy, Phong Đường Chủ cắn răng một cái. Hắn vừa định đáp ứng, liền nghe được một giọng nói thanh nhiệt vang lên. Đã sớm nghe nói lăng bằng hại người, nhưng ta còn chưa tin. Mà hiện tại xem ra, quả thân chính là như vậy. Hả? Ngươi nói cái gì? Thanh Dương Tông Sư lập tức nổi giận, chân quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trong đám người, một thanh niên thật sắc thản nhiên nhìn qua. Chính là người vừa nãy đã lặng lẽ chạy tới đây mà sờ đầu của Khiếu Thiền Thú, Trưởng Huyền. À, ta nói ngươi là lạng mầm, nếu như ngươi nghe không hiểu. Trưởng Huyền vẻ mặt nghiêm túc.
thế chính là y thuật thấp kém ngũ xuẩn, thường thường không nhìn ra được chứng bệnh, lại chẩn đoán bệnh lủng tung. Hả? Nói Thanh Dương tông sư lạc mạo sao? Hả? Nói hắn là y thuật thấp kém ngũ xuẩn sao? Tất cả mọi người đều không khỏi ngây người tại chỗ. Mặc Vô tiểu thư vẫn có ý kiến đối với Trưởng Huyền cũng lập tức kinh ngạc. Hả? Nói thẳng một vị y đạo tông sư là lẳng bầm, như vậy là đang sỉ nhục chức nghiệp của đối phương giải công rèn luyện, hoàn toàn sẽ rách ra mặt của hắn. Hả? Một mình người đối với y đạo là cái gì cũng đều không hiểu, giả vờ cù hành cù tỏi cái mẹ gì chứ. Khiến mạn thú tuy rằng là không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là chuyện từng có. Hiện tại bộ dạng của thiết sĩ khiếu thiên thú như vậy, không làm như vậy chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? À, trưởng thú sư. Không nghĩ tới lúc này hắn lại có thể nói thêm, hơn nữa lại trực tiếp mắng tới. Phong đường chủ cũng biến sắc với vàng sủa tay. À, không, Thay Dược tổng sư, ngươi đừng có nóng giận, hắn không phải là cố ý đâu. Ngươi im lặng. Sắc mặt Thay Dược tổng sư dư tận, giống như là một con cuộc sửa tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên trước mắt, giọng nói bằng lạnh. Thanh Dược ta làm nghề y đã 39 năm qua, danh tiếng truyền khắp vương quốc, cứu chữa cho vô số người, cứu sống không biết bao nhiêu người. Đây vẫn là lần đầu tiên bị người sỉ nhục như vậy. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi có phải là thuần thú sư chính thức hay không, phía sau còn có thân phận gì. Ngày hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, cũng đừng có trách ta trở mặt không có khách khí. Âm thanh vừa kết thúc, trên người hắn một khí tức xông thẳng lên trời, để ép đám người Vân Đảo liên tiếp lùi về phía sau. Không ngờ cũng là một cường giả tổng sử cảnh. Bất kể loại nghề nghiệp nào, không chỉ cần thiên phú đặc biệt, còn cần lực lượng tương xứng. Đạt được nhị tinh, cơ bản đều sẽ là cường giả tổng sư. Chính vì vậy, chức nghiệp nhất tinh được gọi là đại sư, nhị tinh được gọi là tổng sư, không chỉ là tôn sùng đối với nghề nghiệp, mà quan trọng hơn chính là kinh nể, e sợ đối với tu vi. Thanh Dương này thân là y sư lợi hại nhất trong toàn bộ Bắc Vũ Vương quốc, suốt đời hắn làm nghề y đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu. Nếu không phải kiểm chế tốt, khẳng định hắn đã sớm nổi giận. À, ngươi chưa bị mắng là chưa gặp phải ta. Nếu ta sớm gặp phải, ta đã sớm mắng từ lâu rồi. Đối mặt với uy áp của đối phương, thân sắc Trường Huyền thản nhiên nhìn qua. Hai hàng lông mày của Thanh Dương tông sư không khỏi run rẩy. À, ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Hả? Giết ta sao? Này, ngươi không nhìn ra được cẩn bệnh, lại chẩn đoán bệnh bừa bãi. Nếu ta sơ theo lời ngươi nói, không những không cứu được con khiếu thiền thu này, còn có thể hại chết nó ngay tại chỗ. Đây là kết quả ngươi khám và chữa bệnh sau, không phải lang băm thì là cái gì? Hả? Mà còn nói giết ta sao? Hả? Ngươi đã sai, lại không cho người ta nói. Hả? Da mặt ngươi sao lại dày như vậy được cỡ chứ? Mí mắt Trưởng Huyền vẫn nâng lên, nói. À, ngươi! Không nghe được lời này còn tốt, và nghe xong, Thanh Dương tông sư tức thiếu chút nữa thì phun ra máu. Uy áp tông sư cảnh của hắn toàn lực phát ra ngoài, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ run rẩy mà xin lỗi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, đối phương không chỉ nói với lẽ thẳng khí hùng như vậy, còn mắng hắn là da mặt hắn dày. Đường đường là y đạo tổng sư, bị người ta ở trước mặt mọi người mà mắng nhất, hắn cũng sắp trực tiếp phát điển rồi. À, có phải ngươi cảm thấy khâm phục hay không? Được, vậy sẽ để ta nói cho ngươi biết. Lời giận thiểu đốt, hắn đang muốn tức giận, lại thấy người thanh niên trước mắt đi hài bước tới trước mặt khiếu thiên thú. Đây, thế gì khiếu thiên thú muốn xem tuổi, trực tiếp nhất là phải căn cứ vào hàm răng. Khiếu thiên thú thành niên, hàm răng lộ ra bên ngoài tổng cộng 3 thước 7 tấc, không dài không ngắn. Và điểm ấy, nói vậy chỉ cần là thuần thú sư đều biết, không cần ta phải nhiều lời. Trương Huyền chỉ vào khiếu thiên thú trước mắt. Còn đây, hàm răng của nó chỉ có 2 thước 7 tấc. Nói thêm một cách khác, còn thanh niên một khoảng thời gian. Nếu như ta nhìn không lầm, nó chắc hẳn mới khoảng 17 tuổi. Dựa theo khiếu thiên thú tuổi thọ 200 năm, chỉ có thể xem như là thiếu niên. Mà ta muốn hỏi một chút, man thú thiếu niên làm sao có thể có dục vọng dạo phối? Bản đầu, đám người phong đường chủ cũng cảm thấy cái vị Trường Huyền này là đang hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng nghe hắn nói như vậy, tất cả đều không khỏi sửng sốt.
con khiếu thiên thu này người khác không biết nhiều, nhưng mấy người bọn họ lại hiểu rất rõ. Nó từ nhỏ đã được nuôi ở chỗ này, vào lúc 17 năm, nói không có sai lệch một chút nào. Nếu như không phải Sâm biết, chỉ nhìn hình thể khổng lồ của nó, tuyệt đối không thể nào mà tin được nó chỉ mới có 17 tuổi. So với tuổi thọ 200 năm của mãn thú, tuổi này so với nhân loại 7 đến 8 tuổi cũng không có gì là khác biệt. Nó là mãn thú! Thanh Dương Tông Sư hừ một tiếng, hắn còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang. Ấy, không phải người định nói về ta, thân thể man thú và nhân loại khác nhau, phát dụng cũng không giống nhau đây chứ. Nếu như nó thực sự động dục, muốn tìm kiếm phối ngẫu, tối đa cũng chỉ khô nóng khó nhịn, tính tình nóng nảy mà thôi. Còn ở đây, phát tình một chút liền hồn mể sau, ngủ say không dậy nổi sau. Thay dần tổng sư, ngươi phán ra như vậy, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi giống như nó sao? Trương Nguyễn nói tiếp. Đúng nha. Động dục rất là khó chịu nha. Cũng không có nghe nói ai muốn nữ nhân muốn tới mức mà tự mình hồn mê. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thầm thì. Tuổi thành niên muốn tìm phối ngẫu, đây là nhu cầu sinh lý cũng không tính là gì cả. Không chỉ mà thú sẽ có, con người cũng sẽ gặp phải cái loại tình huống này. Nhưng chưa từng nghe nói qua, có ai bởi vì không tìm được nữ bằng hữu lại khiến mình cứng rắn nhịn tới choáng váng, khiến cho mình hồn mê. Hả? Điều này hoàn toàn không có phù hợp với lẽ thường nha. Sắc mặt Thanh Dương Tông Sư nghe tới ửng đỏ. Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Hắn vuốt ống tay áo hừ lạnh một tiếng. Người nói nó không phải là động dục, vậy vì sao lại nôn nóng bất an? Đặc điểm là vào ban đêm chẳng tròn, lại chạy qua chạy lại rất nhanh, có tinh lực phát tiết không hết. Hả? Nôn nóng bất an, có tinh lực phát tiết không hết, lại là một tìm phối ngẫu sao? Hả? Con bà đó, đây là cái lý luận gì vậy? Trương Nguyên lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là cái nguyên nhân này, vì sao nó không muốn ăn cơm, cái gì cũng không khiến nó có hứng thú nổi. Thanh Dương Tông Sư nghe vậy liền cầm họng lại. Đúng thật, nếu quả thật muốn tìm phối ngẫu, cho dù là man thú không biết nói cũng sẽ có các loại biểu thị. Không ăn cơm, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú, quả thực là khiến cho người ta khó hiểu. Mà đây, căn cứ vào lời lẽ của học đồ kia, chúng ta có thể đều biết, 10 ngày trước nó chỉ là không muốn ăn, còn mấy ngày qua lại dần dần nặng thêm, thậm chí đến sáng sớm hôm nay lại không có chịu nổi hôn mê. Nếu quả thật là muốn tìm phối ngẫu, nó trực tiếp bay đi là được. Dường như thu đường cũng không có dùng xích sắt mà trói nó lại, cấm nó bay nha. Nghe vậy, mọi người lại đồng thời gật gật đầu. Đúng, thú đường cố gắng nịnh nọt nó còn không kịp, làm sao có thể trói nó lại được cửa chứ? Nếu nó thật sự muốn tìm phối ngẫu, thì có thể tự bay đi ra ngoài mà tìm kiếm, không đến mức cứ ở trong viện chờ đợi cứng rắn, khiến bản thân nhít tới mức hồn mê. Nghe đến mấy cái phân tích này, tất cả mọi người đối với chuẩn đoán của Thanh Dương Tông Sử trước đó đều đã có nghi hoặc. Mỗi một người đây vẻ cổ quái nhỉ qua. Hả? Vậy người nói xem là đã có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Thanh Dương Tông Sử trắng nhợt, hắn cũng phát hiện ra mình bỏ quên không ít điều. Hắn không tức giận như vừa rồi nữa, nhưng lại không nhịn được hỏi. Không phải là tìm phối ngẫu thì còn lại rất đơn giản. Đó chính là bản thân khiếu thiên thu này thật sự mắc bệnh hoặc là có những nguyên nhân khác. Trương Nguyên nhìn quanh một vòng. Mà mọi người có thể nhìn móng vuốt của khiếu thiên thu đi. Khiếu thiên thú không giống với các loại man thú chìm ửng khác. Nó có cơ bắp dày bảo vệ, cùng loại với bàn chân của nhân loại. Cái móng vuốt này dựa theo tình huống bình thường chắc là màu vàng xanh. Còn ở trước mắt đây, trong màu da lộ ra được vân màu đó. Mọi người đồng loạt nhìn về phía móng vuốt của khiếu thiên thú. Và nhìn xuống, quả nhiên phát hiện ra một ít đường vân màu đỏ như máu. Những đường vân này cực kỳ nhỏ, tương tự với màu mạch huyết quản. Nếu không nhìn kỹ, khó có thể mà phát giác ra. Man thú bình thường đều sẽ có màu, còn con khiếu thiên thú này cũng không có ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, màu có ẩn chứa màu đỏ như máu, mà giờ khắc này lại trở nên trắng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng có thể đủ để mà nhìn thấy được. Trương Huyền tiếp tục nói. Mọi người lại nhìn lại, quả nhiên cũng giống y như lời hắn nói. Hả? Vậy đây rốt cuộc là chứng bệnh gì? Ta cũng không hiểu. Thấy hắn nói ra nhiều biến hóa rất nhỏ như vậy, mọi người lại tin tưởng vài phần. Hả? Vậy đây rốt cuộc là chứng bệnh gì? Thấy hắn nói ra nhiều biến hóa rất nhỏ như vậy,
mọi người lại tin tưởng vài phần. Phong đường chủ không nhịn được cũng hỏi luôn. À, nói bậy cũng không phải là bệnh. Lại cẩn thận nói tiếp, ta còn phải chúc mừng cho phong đường chủ đây. Trương Nguyên mỉm cười. À, chúc mừng? Chúc mừng ta làm cái gì? Về mặt phong đường chủ trong vắng không hiểu. Cái con khiếu thiên thú hôn mê bất tỉnh này cũng không biết có nguy hiểm tới tinh mạng hay là không. Mà lại nói, cho dù có biết chừng bệnh, có biết cứu chữa như thế nào, không phải chờ cứu tỉnh lại rồi mới nói được. Hả? Lúc này, hắn chúc mừng ta là cái con mẹ gì chứ? Thì, à, nếu như ta không nhìn lầm, thì con khiếu thiên thú này chắc hẳn là huyết mạch tiên thiên. Chư vị vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Vậy Trưởng Huyền sẽ cứu chữa cho con khiếu thiên thú này như thế nào? Và lão lăng băm thanh dưỡng kia sẽ phản ứng ra sao? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 69 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.